Xin chào tất cả mọi người ha, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay buổi sáng ha, trời cũng lai rai, trời chuyển mưa nha mọi người. Thì nhận thêm vài con xe ha, xe GND này là mất tín hiệu đài nha mọi người. Rồi còn con này ha, con này thì mình mở sẵn mấy cái này ra để cho nó nhanh, chứ để mình quay lên mình like thì nó hơi khó khăn. Cái này mình mới vừa mở nha mọi người. Xe này nãy khách đem lại á là chạy hợp giật nha mọi người, hợp giật tắt máy nha mọi người. Xe này chạy chắc khoảng được 40-50 nha mọi người. Thì mình đã mở mấy cái này ra rồi, để xong rồi mình sẽ coi hiện trạng nó bị cái gì ha mọi người ha. Rồi để em bật máy lên em cho mọi người coi ha. Trên xe là không có báo lỗi nha mọi người, không có báo lỗi. Đây đời cái một nổ này nha mọi người, thấy không? Rồi quặng ga tắt máy nè. Đó, đây giờ quặng ga tắt máy nè mọi người. Đó. Rồi tắt luôn rồi mọi người ơi. Đó, đó. Rồi. Để xong rồi mình xem coi nó bị cái gì ha mọi người ha. Rồi để mình xem thử coi nó bị gì nha mọi người. Không có báo lỗi cho đồng hồ nha mọi người ha. Để giờ mình đứt rắc kết nối vô mình coi nó bị gì nha mọi người ơi. Rồi tránh thời gian lâu lắm nên mình mở sẵn nha mọi người ơi. Xe này không phải xe hôm qua, Vision hôm qua hôm kia nha mọi người. Xe này mình mới nhận nha. Rồi để mình kết nối cho thử coi là nó bị cái gì ha mọi người ha. Lên chủ yếu chia sẻ và học hỏi là chính nha anh em. Những ai mà đã giỏi rồi thì thông cảm ha, tại vì còn rất nhiều anh em chưa được va chạm với những dòng xe công nghệ á. Thì em đăng lên đây thì cái nào mà anh em chưa có gặp qua thì anh em vô xem, để sau này anh em gặp những cái bệnh như vậy á cũng dễ cho việc đo đạc ha. Còn anh em nào mà đã giỏi rồi thì thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình vô mình coi trước dữ liệu động cơ coi nó như thế nào nha mọi người. Máy này từ lúc mình mua về là mình chưa có xé cái bọc nữa mọi người. Đây còn tua máy 1.400-1.500 ha mọi người ha. Cấp hở bấm ga, điện áp bấm ga là điều chuẩn hết nha mọi người. Thời gian phun gì cũng là quá ok nha mọi người. À. Cái góc đánh lửa này nè, hồi nãy là mình mở ra, mình mở cái vô lăng ra đó mọi người. Ở bên trong đất nó bám rất là nhiều nha mọi người. Hồi nãy lúc mà mình nổ lên để ganti luôn là góc đánh lửa của nó luôn là lên tới 23 chấm mấy nha mọi người. Thì cái đó là mình thấy mà nó nằm im một chỗ 23 chấm mấy hoài luôn nha mọi người. Mình mới chỉ là vừa vệ sinh cái vô lăng lại thôi nha mọi người. Mình chưa làm gì trong cái chiếc xe này nha. Hồi nãy mình nổ lên mình thấy cái góc đánh lửa này nó tới 23 chấm mấy luôn nha mọi người. Bây giờ nó có dao động nè, hồi nãy là nó không dao động nha. Hồi nãy là nó cứ nằm 23 mấy thì mình thấy nó có gì đó sai nên là mình mở ra cái hoa lăng ra trước nha mọi người. Rồi cảm biến U2 này là nó dao động vậy là chuẩn nha mọi người. Rồi mình nhắc qua thêm coi. Rồi HNF cũng có ha mọi người ha. HNF là và báo là 13.8 mấy, 13.9 ha. Nhiên liệu xăng là đang bị âm ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình thoát ra mình đọc lỗi coi nó bị cái gì nha mọi người. Đọc hỏi lỗi mọi người ơi. Hiện tại không có lịch sử. Cảm biến CKB hỏng hoặc tiếp xúc kém ha. Cảm biến CKB hỏng hoặc tiếp xúc kém. Hồi nãy là mình mở cái mình vệ sinh mình có rút cái rắc ra nha mọi người. Nhưng mà lúc đầu mình kiểm tra là nó hiện lên lỗi 52 ha, nó hiện lên là cảm biến CKB hỏng hoặc tiếp xúc kém nha mọi người. Đó, còn cái lỗi thứ hai nó báo lên hai lỗi là cái vụ này là nãy một lần mình giật ra nha mọi người. Xe này là xe của một chị ở gần nhà nha mọi người, chứ mình không có tạo ban gì trên xe này nha mọi người. Đó.
Thì bây giờ nó báo như vậy rồi mà xe trên nó không báo ha. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó bị cái gì nha mọi người. Kiểm tra thấy nó bị như thế nào ha mọi người ha. Rồi giờ mình tắt này đi. Rồi mọi người nếu mà mình làm có gì mà sai sót thì mọi người thông cảm bỏ qua nha. Mình ngồi lên mình like mấy cái này cũng không có lệ lọc gì đâu, chẳng qua là chia sẻ cho những anh em còn ít va chạm ha. Đây thì cái đồng hồ đo của mình thì cái máy cũng bình thường rồi mọi người ơi, mình không có mua máy Nhật đâu nha, có máy nào thì mình dùng máy đó ha. Máy này là của người anh em mua tặng nên là mình dùng ha mọi người. Đó thì anh em nói là sao mà không mua nổi cái máy Nhật đó thì có gì dùng đấy mọi người ơi. Thì cái que đo của em thì nó cũng đơn giản lắm mọi người, em thì chơi gì luôn mọi người ơi. Đó tại hay làm, nói chung đây em gặm mấy cái ca toàn điện tử không nên là thôi em làm sẵn gì luôn để em làm mọi người ơi. Tùy theo cách làm mỗi người thôi, ai quen gì dùng đấy. Em thì quen chọt 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 như nè, cứ chọt vô cái là lụm lúa à, nên là lúc trước cũng chọt lụm lúa hoài gì, lúc chưa đi học ấy đi chọt vô cái là lụm lúa liền. Rồi bây giờ mình kiểm tra thử coi cái này nó bị cái gì mọi người ơi. Cái này là em mở sẵn ra để đỡ tốn thời giờ nha mọi người. Đây, bây giờ mình trước tiên mình đo coi có mắt của CKB không cái mọi người ơi. Em thì không có gành và giỏi như vậy này nha, em làm theo kinh nghiệm thôi. Em biết cái gì thì em quay lên, em gặp cái ban làm quay lên thì mọi người thấy ok thì rồi, bật không mặt bật luôn 200 bơm ông nội ơi. Rồi là mát của CKB có nha mọi người, cách mát CKB có nha. Rồi bây giờ mình đo cái dây 12V cấp trên CKB này coi nó có ổn định không mọi người. Rồi cái này là nó 11V 31. Anh em có thấy không ta? Để em quay sát sát xuống ha. Rồi dạ. Không ai cầm điện thoại nha mọi người, để lên trên cái ghế lên rớt. À, xe của chị nó bị lỗi CKB chị ơi. Em đang kiểm tra cái CKB dưới đây nè, là xe của chị là giờ ra quặn ra lớn là tắt máy không à? Quặn lên là hợp không? Buổi sáng đời rất là khó nổ. Thì cái xe này á là để em kiểm tra cái khả năng, nó có khả năng là chết cái CKB trong này. À, CKB nó là cái lấy cái cảm biến hô nó giống như vậy, để em lấy em đưa cho. À cha. Chị gái mình lên sóng luôn á. Hồi sống em gái. Chị gái mình đang lên sóng luôn á. Em đang like á chị. À em đang like chi của xe hả? Cái xe của chị có khả năng là chết cái con cảm biến hô này ha. Ừ. Cái này là của chiếc 125 chứ không phải của xe mình. Đó, con cảm biến hô nó về cái dòng xe công nghệ mới là nó không có xài giống như cái xe hồi trước là xài kích khiển kia. Mà này nó kêu là cảm biến hô CKB ha chị ha. Thì có nhiều anh em cũng chưa có gần, nó lên vừa làm rồi chị lên cho anh em vô chia sẻ rồi đi rồi tham khảo nó không? À đúng rồi. Đó thì giờ mình tiếp tục nha mọi người ơi. Có một tay quay à nên hơi khó ha. Giờ mình để lên đây luôn cho mọi người xem thôi. Em đăng lên chứ em bị chửi quả gì. Phá tiếng bị chửi. Phá tiếng cơm của họ. Chửi quả gì. Cười quá, nếu như vậy thì phấn đấu với hơn người ta đi. Dạ lâu mấy ông nội đó nhắn tin cho em còn gửi bơm với gửi gạch cho em quả gì. Giờ em xây chắc được nguyên căn nhà lầu luôn rồi đó. Ngày nào em like lên là gì, thời gian rảnh sao người ta không. Rồi hồi nãy là mình đo là mắt sườn của CKB là có nha mọi người. Bây giờ mình đặt thang đo 20V ha, mình kiểm tra nguồn 12V coi cấp cho CKB có không mọi người ha. Rồi nó là 11V 19 nha mọi người. Đấy. Bình này có hơi yếu tí xíu nhưng mà cũng ok nha mọi người. Bây giờ mình kiểm tra lần lượt ha. Mình kiểm tra ba cái dây từ cảm biến hô nha mọi người. Cái dây này là trắng sọc đen nha mọi người. Cái này khi mọi người đúc vô đây á, mọi người bật chìa khóa lên thôi. Chọn thang đo 20V, một que vô ba dây từ tín hiệu từ cảm biến CKB nha mọi người. Một que để vô mắt sườn ha. Mọi người quay lắc cái lắc cái qua lăng nè. Nếu mà nó có dao động từ
một môn cho tới nói chung là mọi người quay là nó lên dao động từ một môn mấy dài lên tới 6-7 volt 9-10 volt luôn nha mọi người. Em thì không có nắm chuẩn được cái thông số đó nhưng mà em biết được là nó như vậy nha. Rồi mọi người chờ em xíu. Một dây là không có nha mọi người. Đấy, mọi người. Rồi trắng cục đen là không có nè mọi người ơi. Rồi một cái trắng cọc xanh dương nha mọi người. Nếu mà có mọi người. Đây trắng cọc xanh dương khi mình nhích nhẹ qua lăng là mọi người thấy nè, nó dao động nè. Đó 0.2 volt nè. Khi mình lắc cái nó kêu tách tách nè, nó dao động nè. Đó mọi người thấy không? Lắc cái em xây qua lăng nè. À, em không có cầm được điện thoại nha nên em để gì. Ủa, em để gì mọi người cũng đâu có thấy đâu ta. Ừ. Thôi chờ em hạ này xuống. Bây giờ hãy tèm xuống. Thông cảm mọi người ơi, chờ em tí xíu, em chỉnh cái này lại cái đấy. Hôm nãy chị vô là có mấy ngàn người xem á. Anh nhìn thử coi có thấy không cái đó. Thấy chưa? Thấy rồi chị. Ừ. Like này cũng tốn thời giờ lắm chị ơi. Em không like là nãy giờ em làm xong lâu mất tiêu rồi. À, mọi người thông cảm ha. Không có ai định để cái điện thoại trên cái ghế nó rớt lên rớt xuống rồi mọi người ha. Rồi giờ mình tiếp tục ha mọi người, để mọi người thấy cái máy của mình chưa ta. Mình không biết mọi người có thấy hay không. Hơi xa à, để ra đây. Chị đi nấu cơm hả? Chị nấu cơm có nước, hồi em chở chị về thì luôn đi chứ. Cái này để coi coi nó nếu mà nó chết xe cờ bê thì để coi coi. Đúng rồi chị. Chị chờ em. Nếu mà ấy thì chị về, chị kêu chở chị về cho. Dạ dạ dạ. Rồi chắc thấy rồi đó. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Chị cho số điện thoại của em đi, chứ có gì chị liên hỏi. 0975 64 3564 0975 64 3564. Dạ đúng rồi chị. Có mình bây giờ có đóng xe nè, rồi em cũng quằn quại nữa. Đến đâu hết rồi. Thằng thì đi học nghề không đủ nuôi vợ con nên là xin đi làm công ty vài tháng về học lại. Bọn ông thì hôm qua chủ nhật lâu vợ nghỉ làm chắc ở nhà phục vụ nhiều quá, sáng đấm đuối hay sao rồi, xin nghỉ nữa. Có hai thằng à? Trước 4 người, nãy còn 2 người. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha mọi người ha. Hồi nãy là mình đo cái dây trắng sọc đen ha, nó không có tín hiệu nha mọi người. Nó không có áp, không có khi mình nhích nhẹ qua lăng đây nè. Bây giờ mình nhích nhẹ qua lăng mình đo qua dây trắng sọc xanh dương nha mọi người. Mọi người thấy nè, nó dao động. Kiểm tra hết chị nha. Dạ dạ. Mấy anh mà lên mà coi trên số điện thoại này, em lấy số điện thoại em gắn lên trên đó luôn nha. Xin số điện thoại của em hả? Xin số chị, xin số em làm gì? Rồi, cho chuyển xe đi về rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ đây cái đe này là dây trắng sọc xanh dương nha mọi người. Khi mình nhích nhẹ cái qua lăng, không biết mọi người nhìn thấy rõ không chứ tại em không cầm được điện thoại nên là em không có. Rồi trắng sọc xanh dương nha mọi người. Khi mình nhích nhẹ qua lăng bật chìa khóa mình lắc nó, mình xây qua lăng nó mới có điện áp nha mọi người. Đó mọi người thấy không, khi mà xe cờ bê nó nhận nó kêu tách tách nè, đó nó dao động ha. Mình thì không có nắm được cái thông số chuẩn này nhưng mà anh em cứ nhích cái qua lăng bật chìa khóa lên nó dao động từ không nha, cứ tính từ không đi để mình xây thấy coi, lâu lâu nó lên là 4 volt 5 volt 8-9 volt gì luôn nha mọi người. Đó nó kêu tách tách đó. Rồi là một dây có điện áp từ CKB nha mọi người. Rồi tới dây thứ ba ha, trắng sọc đỏ mọi người ơi. Rồi trắng sọc đỏ mình chưa quay là đã được 8 volt rồi nè. Đó mình chích nhích nè, nó dao động nè. Đó nó 0 volt như đó là tốt nha mọi người. Rồi bây giờ mình đặt tiếp tục ha, để mình đây dây xanh dương sọc vàng nha mọi người. Xanh dương sọc vàng
xanh dương sọc vàng nha mọi người, ký hiệu là BU sọc quay cái gì BU sọc y gì đó mọi người ơi, em không rành tiếng Anh nha, thôi đọc theo tiếng Việt mình đi là xanh dương sọc vàng nha. Đó mình lắp mình dao động là nó có nha mọi người. Rồi giờ mình bật qua thang đo thông mạch để xem mắt sườn này nó có ổn định không mọi người ơi. Rồi mắt sườn có mắt của CKB có thông với mắt sườn nha mọi người, hay là ổn nha mọi người. Rồi giờ mình mới kiểm tra qua là cái dây trắng sọc đen nha mọi người. Rồi kiểm tra trắng sọc đen nha mọi người. Rồi giờ mình bật nè mọi người. Đây. Rồi vậy là dấu hiệu luôn nha mọi người. Trắng sọc đen, trắng sọc đen không có điện áp nha mọi người. Đó. Cảm biến hồ nó có nhảy tách 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 nè, nhưng mà không có một chút điện áp gì nha mọi người. Rồi kết luận cho mọi người luôn là cái con cảm biến hô, cảm biến CKB này có vấn đề hoặc là nó lên đường rồi nha mọi người. Em thì mấy cái môn này em thay thôi chứ cái thời giờ mổ ra sửa thì em không có chơi nha mọi người. Rồi vậy là chốt cái bài này cho mọi người ha. Này là ban bệnh thực tế nha mọi người chứ em không có tạo ban gì nha. Đây giờ vi sành thì rất là nhiều, ngày nào cũng làm vi sành hết á. Mấy dòng xe này thì hồi đó nó cũng hành hạ em dữ lắm. Rồi giờ nói lại cho mọi người ha, mình có nói sai gì mọi người không cảm nha. Tại mình không phải là một thợ chuyên nghiệp, mình chỉ là một thợ sửa xe bình thường, nói chung là sửa xe cùi bắp mà thôi. Đó, rồi giờ mình nói lại ha. Thứ nhất là xe trên đồng hồ không có báo lỗi nha mọi người. Khi đúc máy chẩn đoán vô thì nó báo lỗi là lỗi 52 do CKB lỏng hoặc tiếp xúc kém nha mọi người. Thì bây giờ á, mình đo tại chân rắc này á, nguồn 12V cấp cho CKB là ổn định nha mọi người, không có dấu hiệu cạ với vách lốc máy nha. Em đã lặn cái này lên em coi, em lột băng keo ra là không có bị cọ và đứt cái cọng dây này nha. Rồi thứ hai nữa là dây màu xanh lá cây ha. Này là mát của CKB ha mọi người ha. Anh em bật thang đo thông mạch đo ra mát sườn thì nãy mình đã đo là nó đã ok nha mọi người. Rồi để kế tiếp là mình sẽ đo lần lượt 4 dây ha. Đầu tiên là mình bật chìa khóa điện lên, bật thang đo 20V ha. Bật 20V rồi anh em lấy tay nhích nhẹ qua lăng ha, anh em nhích qua nhích lại. Cảm biến hô nó nhận được tín hiệu mà của qua lăng á thì nó kêu tách 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 á, thì nó sẽ dao động từ cái nguồn điện từ không nha. Tại mình thấy nó không thì mình không có gành về cái thông số nó, mình nói vậy nè, từ 0 chấm mấy chấm chấm mấy gì đó nó lên tới 1V, 2V, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó thì nó có dao động là nó ok nha mọi người. Thì cái dây trắng sọc đen này là không có tín hiệu nè mọi người. Rồi xe nó xong rồi đó. Để chút tháo cái dây bên cái chỗ này ra, tháo còn cái chưa tháo. Ok rồi đó, nay mà mỗi buổi sáng lấy chạy vòng 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 là ok rồi đó. Chờ mình chút xíu nha. Rồi. Nó nổ là thì... chỉnh luôn cái tóc tay luôn rồi đó. Dậm số rồi bóp nhẹ thôi, không cần bóp nhiều đâu. Giảm số đi rồi bóp nhẹ thôi, đề coi được chưa. Tắt phá đi. Rồi giảm số luôn. Rồi bóp nhẹ thôi, không cần bóp sâu đâu. Bóp số chưa? Rồi đâu bóp đề nữa nè. Rồi chờ mình chút xíu đi. Rồi mình tiếp tục cho mọi người. Rồi cái dây trắng sọc xanh dương là khi mọi người bật chìa khóa điện lên, bật thang đo 20V ha. Bật thang đo lên 20V. Mọi người đo mà mọi người là lấy tay nhích nhẹ qua lăng, nó có dao động điện áp từ 0 cho tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó nha mọi người. Mình thì không có gành thông số đó nên mình chỉ nói tới đó thôi. Là nãy mình đo là mát, có thông với mát sườn ha. Trắng sọc đen này là tín hiệu đang không có nè mọi người. Nó vẫn nổ ha, nó vẫn nổ máy nhưng mà quặng ga lên tắt máy nha mọi người. Rồi dây trắng sọc xanh dương này là có điện nha. Rồi cái dây trắng sọc đỏ này nãy là mình đã đo là có nha mọi người. Và cái dây xanh dương sọc vàng nha là ok nha, chỉ có duy nhất cộng dây màu trắng sọc đen này. Thì một hồi nữa mình sẽ kiểm tra thử coi hai cái cộng dây này, hai từ bên đây qua bên đây nó tiếp xúc có ok không. Nếu không ok thì mình sẽ làm cho nó tiếp xúc là ngon lành nào lại. Nếu mà nó vẫn không có lên thì
chính xác luôn là con cảm biến hô CKB này có vấn đề nha mọi người. Rồi thôi thì mình chia sẻ tới đây ha. Một hồi nếu mà mình xem chính xác nó bị cái con cảm biến CKB này thì mình sẽ lấy con cảm biến CKB mình đi thay thay nha mọi người. Rồi mọi người lên xem thì cũng có một số anh em giỏi ha, thì những anh em giỏi nào thì cứ không đảm bỏ qua cho mình ha. Mình lên đây mình chia sẻ là chính, mình không có lợi lộc gì từ những cái video này, nên là anh em đừng có vô nói những lời khiếm nhã với mình ha. Anh em cứ gửi qua cái tin nhắn cho mình nào là chia sẻ tầm bậy tầm bạ gì cái đó là đối với mình. Những ai cần, những ai chưa giờ gặp thì người ta cần thì họ nhận, còn như anh em giỏi rồi thì anh em bỏ qua cho mình ha, không cần vô xem những cái video vô nghĩa ha. Rồi mình tới đây ha. Rồi xin chào toàn thể mọi người ha. Rồi xin chào toàn thể mọi người.